hòa thượng ở đây kinh sách của mình thưa thưa thầy là mình mua ở tại ngoại quốc hay là do công sức của các Phật tử ở đây cùng góp lại thưa Thật thầy? ra đây là cái thư viện, nhưng mà ở đây nó chỉ là phần nhỏ thôi. Sách ở đây có thể là trên 10.000 quyển, trên 10.000 đầu sách. Mà cái ở sau lưng chúng tôi đây là cái đại tạng kinh, cái bộ này gọi là Đại Chánh Tăng Tu. Bây giờ tất cả các học giả Phật giáo thì đều chú mục vào trong bộ này. Chúng tôi cũng đã dịch cái bộ này ra tiếng Việt từ mấy năm nay, từ mười mấy năm nay. Đằng kia phía trước đó là cái bộ Tục Tạng. Bộ này thì 100 quyển, bộ đó là 151 quyển. Là chú giải thêm ở trong này, ở trong cái bộ này. Cho nên những người nào nghiên cứu thêm thì đọc cái bộ đó. Còn cái phần chính là trong này. Ngoài ra thì ở đây có sách tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, đủ ngôn ngữ hết á. Sách này thật ra đó là hồi trước là thỉnh, đa phần là thỉnh ở ngoại quốc, đại bộ là thỉnh ở Hoa Kỳ. Cái hồi Phật viện quốc tế mà Hòa thượng Đức Niệm mà còn xin tiền á, thì ngài có lập cái nhà in và ngài xuất bản sách rất là nhiều. Cho nên suốt trong 15-20 năm là cung cấp sách toàn thế giới, nhất là ngài gửi đi các trại tị nạn rất là nhiều. Rồi những cái nhà xuất bản khác ở nước ngoài. Chứ còn sách ở Việt Nam thì hầu như rất là giới hạn, tại chúng tôi rất là đố kỵ, trong đó người ta lồng những cái từ hoặc là những cái câu mà có thể nhiều khi mình không có lường trước được những cái hậu quả, cho nên ít có lưu hành những cái sách ở trong nước. Và cố gắng thể dựng thêm những cái bộ đại tạng mà bằng ngôn ngữ tiếng Anh, có cái bộ Nam truyền thì có sẵn rồi, nhưng mà rồi Bắc truyền thì chưa có, Bắc truyền thì tiếng Việt mới thực hiện được chưa được phân nửa bộ thôi. Rồi cái sự cố gắng của Hòa thượng Tịnh Hạnh ở bên Đài Loan đang làm. Còn trước đây thì Đại học Vận Hành cũng có làm, nhưng mà làm 2-3 kỳ rồi đều thất bại, nghĩa là không tới nơi tới chốn, rồi vì cái lý do này lý do nọ thiếu duyên cho nên không tiếp tục được. Hy vọng không biết kỳ này như thế nào, nhưng mà thấy cái đà mà vận động cũng như là sự ủng hộ đó thì mong rằng cái đại tạ Việt Tạng nó thành hình để cho mọi người tham cứu có thể dễ dàng tiện dụng hơn. Bây giờ nhìn vào cái rừng Hán văn thì có một thiểu số người hiểu thôi, đọc đọc được mà không hiểu cũng như không thôi. Có những vị mà rất là giỏi chữ Nho nhưng mà đọc kinh Phật thì dịch cũng không có giống ai hết, cho nên đó là cái khó. Thành thử hy vọng là con em của người Việt chúng ta sau này có ngôn ngữ tiếng Anh, dịch ra tiếng Anh rồi tiếng Việt thì có thể không rành bằng tiếng Anh. Cho nên đó là cái nhìn của chúng tôi thấy như vậy. Thưa Hòa Thượng thì phải nói là ngày hôm nay chúng con là Việt VCV và Trọng Thắng có một cái nhân duyên rất là lành mới gặp gỡ được với Hòa Thượng, thì cũng nhân trong một cái dịp viếng thăm như thế này thì thưa Hòa Thượng có thể trong cái cuộc sống hàng ngày hiện nay đó, nó có nhiều như là cái sức ép ở trong cái cuộc sống của mình, thì nhân cái cơ duyên đây thì thầy có thể cho quý khán giả đang theo dõi chương trình của truyền hình để một cái bài giảng trong ngày hôm nay như là một cái cơ duyên rất là may mắn cho tất cả quý khán giả được theo dõi chương trình, thưa thầy. Thật ra là tôi dùng cái chữ sức ép của anh đó để tôi nói cái chuyện ở chùa đó. Tôi là mấy năm nay tôi đã, nghĩa là trốn trốn thế gian để lên núi ở. Tôi ở trên núi không chứ tôi không ở ở dưới chỗ này, nhưng mà bữa nay là tại vì có chút việc của chiều ấy, cho nên mới ở lại đây. Thì nó có nhiều cái việc mà chúng ta không có cập bắt cập, giống như là ví dụ từ khi mà nó có cái hệ thống mà truyền thông đại chúng á, bởi vì nó lẹ quá đi. Ví dụ kể cả khi mình viết một cái bài văn á, mình phải cần kiểm lại cho nhuần nhuyễn rồi thì mình mới công bố được. Trong khi đó cái hệ thống này đó, mình vừa nghĩ ra cái trong đầu đốc thì nó đã ra hiện ra mọi người biết rồi. Thành thử mọi việc nó thất bại là do cái chỗ như vậy, gọi là lợi bất cập hại như vậy đó, người ta nói cái câu đó.
Yeah. Cho nên nhé, cái sức ép mà một cái đời sống ở đây là về kinh tế. Người ta chạy đua theo cái nếp sống vật chất quá nhiều đi. Đã thành thử á, không còn có thì giờ để mà nghĩ tới lo cho cái đời sống tâm linh. Cho nên tôi luôn luôn là khuyến khích các Phật tử là quý vị một ngày mà 8 tiếng đồng hồ để đi cài, mục đích để làm cái gì? Là phụng sự cho cô Bảo Tử thôi. Là tại sao mình không có được một giờ hay là 30 phút để mình tĩnh tâm, mình cống hiến cho cái đời sống tâm linh của mình cho nó thoải mái. Do vậy mà mình gặp bao nhiêu là những cái biến cố ở trong cuộc sống, khủng hoảng, nào là gia đình, nào là chồng vợ, nào là con cái, nó không có thành tựu là do chúng ta quá chập dịch, quá nghĩa là thiên trọng về cái đời sống máy móc mà làm con người của chúng ta cũng trở thành máy móc theo. Đó là điều mà nó tệ hại đến cái độ mà chúng ta nói là pháp báo động. Ngoài ra đó, cái việc mà chúng tôi ưu tư là những cái người mà nối truyền nó không có. Ở Việt Nam thì hết lớp này tới lớp nọ, tre tàn thì măng mọc. Ở đây đỡ hơn là còn có được một ít những vị mà phụ tá để làm việc. Còn hầu như nhìn vào những cái chỗ khác là coi như là tìm cái người để mà duy trì tiếp tục cái thế hệ sau thì cả là vấn đề nan giải. Bởi lẽ rằng cha mẹ không có chịu đi chùa thì con đâu có đi chùa để học đạo được. Do đó mà cái chuyện mà nói rằng phát tâm mà đi tu thì là cả vấn đề thiên nan và vạn nan. Hơn nữa đó, một khi một người Phật tử mà không hiểu đạo rồi thì con có phát tâm đi tu thì nhất là mẹ nó khoan đã, con để con lập gia đình, con nối dõi tông đường. Nối dõi tông đường rồi con không đi tu. Yeah. Nhưng mà khi mà con mình nó thành nhân thành danh rồi, nó vai có cánh rồi thì nó không theo cái nếp sống, nó bị thu hút bởi vật chất thì không có cách nào mà còn có đủ tâm sức để mà tu học nữa. Và lại cái người đi tu phải là cái người trẻ, cái người xuất gia đồng chân nhập đạo, họ bỏ hết tất cả, không có vướng víu vợ con, không có vướng víu gia đình, họ mới có thời giờ họ phục vụ cho đạo pháp được. Và cái tuổi họ còn cái sức đang hăng say, nhiều cái năng lực họ có thể cống hiến đóng góp được cho cái cộng đồng Phật giáo. Còn nếu mà đi tu cái kiểu mà nửa mùa như vậy á thì vô ít bữa là đậy nắp quan tài nè. Thì làm sao mà làm gì được. Và lại á, cái người đã có gia đình rồi thì nó cũng có một số những cái trở ngại, không có thể hòa nhập được vào trong cái nếp sống của tăng lữ trọn vẹn 100% như cái người mà dấn thân từ cái lúc mà đồng chân. Cho nên ở đây tôi mà ai mà vào tôi hỏi là ở nhà, ông ngồi đời làm lớn rồi bây giờ vô chùa làm nhỏ có được không? À, làm nhỏ được thì là mới tu được. Cho ngồi vô đây vẫn làm lớn thì là không, chùa không có cái chỗ nào mà dung chứa được hết. Đó là cái điều mà đang trăn trở rất là khó khăn. Có thể nhìn chung là các tôn giáo khác cũng đều như vậy. Ngay cả cái tôn giáo gốc ở đây là đạo Chúa của những cái nhà thờ của người bản xứ đây, họ cũng hụt hẳn về nhân sự đi hành. Những cái tu sinh mà đi xuất gia đi thì tu cũng có nữa. Cái thời đại này hầu như là người ta cuốn hút vào trong cái đời sống vật chất nhiều hơn, không ai quan tâm gì tới cái nếp sống tinh thần cả. Đây là cái điểm mà chúng ta nếu mà không có khéo thì nó sẽ rơi vào cái tình trạng mà bất ổn cho xã hội nói chung, và ngày nay nó đang tới cái giai đoạn như vậy. Cho nên chúng tôi rất là cố gắng và khuyến khích Phật tử, cho dù là chưa có đi xuất gia trọn vẹn như người Thích Tăng Sĩ thì quý vị cũng phải học theo cái hạnh xuất gia. Cho nên có lẽ là đó là cái lý do mà có một số người Phật tử họ theo đuổi cái nếp sống thiền môn của Chư Tăng này, họ đi tới Tụng Kinh Buổi Khuya là như vậy. Và những cái khóa tu thì họ rất là chăm, họ đi tới tu rất là nghiêm chỉnh trong 24 giờ hoặc là trong 8 tiếng đồng hồ trong một ngày. Đó là một cái điều mà
mà chúng ta cần phải suy nghĩ đối với quý vị lãnh đạo tinh thần, nhất là Phật tử Phật giáo ở các châu khác. Nếu mà cũng thực hiện được cái tinh thần này thì may ra cứu vãn được những cái gì mà Phật giáo bị chìm lỉm vào ở trong cái sức hút của nếp sống vật chất văn minh của các xã hội Tây phương. Cho nên dĩ nhiên là nói như thế không có nghĩa là chúng ta đi sụt lùi trở lại, nhưng mà mình phải chiết trung giữa cái cổ và cái kim, cái hiện đại cũng như là cái tăng tiến, để cho chúng ta làm được việc hữu hiệu và làm thế nào hướng thiện tâm linh con người đi tới một cái chỗ toàn thiện, toàn mỹ, toàn chân. Đó là cái điểm mà chúng tôi muốn nhớ tới. Và nhìn chung á thì nếu mà chúng ta không có chú trọng tới cái đời sống mà nội tâm của mình thì chắc chắn là con người của chúng ta nó cũng chả khác nên là những cái sinh vật khác thôi. Mình nhìn thấy một cái động vật mà như cái con súc vật mà chúng ta nuôi ở trong nhà, con chó, con mèo được huấn luyện thì nó rất là thuộc. Mà nếu mà thả nó ra đó thì nó sẽ là con thú hoang mà thôi. Thì con người của chúng ta cũng vậy. Thì chúng ta là có một cái trí tuệ rất là tuyệt luôn. Mình không có được hướng dẫn bởi cái đời sống tinh linh, mình không có gần gũi những cái lời thiện lành, không gần gũi được giáo pháp thầm tâm vi diệu của chư Phật, chư Bồ Tát, thì chắc chắn chúng ta sẽ sống theo cái quán tính của mình, sống theo cái bản chất tự nhiên, và như vậy chúng ta sẽ rơi vào cái chỗ sai lầm và gây nên những cái điều tội lỗi rất là lớn. Mà cái phần này không phải là thiệt hại cho cá nhân mình, nó sẽ ảnh hưởng dây chuyền tới cái gia đình của chúng ta, tới môi trường xã hội, tới cái cộng đồng của chúng ta nữa. Cho nên nhé, nhìn thấy những cái nơi mà bị khủng hoảng, người Việt ở đâu mà gây ra những cái rối rắm thì chúng tôi rất là đau lòng. Thấy cái đó là tại vì mình quá chạy theo cái hào nhoáng mà mình quên đi tất cả những cái cội nguồn của mình. Cho nên mong rằng tất cả con em người Việt mà giới trẻ đó phải giữ theo cái nếp sống Á Đông của chúng ta. Cái điều này rất là tốt. Đừng có bao giờ chạy theo những cái cặn bã của văn minh mà mình bị hụt hẳn.